coi clip của Bitcoin sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop nhận 500 token có ký hiệu là TRT. Con này sẽ list lên một cái sàn, list lên sàn coi cấp vua nha tất cả các bạn. Dự án nó đã list sàn của cấp vua rồi. Con này có 10.000 cái ID nhận được $50 nha các bạn. Thì tham gia đi xem mình trình AirDrop thì nhiệm vụ rất là đơn giản, các bạn follow theo word nè. Rồi đi tiếp với comment 5 người bạn, các bạn join hai kênh Telegram group nè. Các bạn vào website nó mà tham khảo nha các bạn. Rồi mình không nói nhiều nữa, mọi thắc mắc gì cần đây comment với. Rồi các bạn điền địa chỉ email nè, ba địa chỉ với NC mưu dùng với chút wallet MetaMask nha các bạn. Rồi user Telegram, user Twitter, rồi gaffer là gaff là username Telegram. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn có để lại dưới mình sẽ lời mang video mình kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn, các bạn cho xin một like, subscribe để ủng hộ kênh các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.